Và cũng liên quan đến trộm cắp là một vụ việc xảy ra tại khu vực Tân Chánh Hiệp, quận 12. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong việc trông coi nhà cửa là hai tên đạo trích trong clip sau đã có cơ hội đột nhập cưỡng tài sản ngay giữa ban ngày. Thấy nhà một người dân mở cửa, phía trước không có người trông coi, hai đứa tượng nam chạy xe máy dừng lại. Một người ngồi ngoài xe đợi cảnh giới, đối tượng ngồi sau đi vào. Sau khi quan sát đồng tỉnh, hắn vào lấy trộm một số đồ dùng, máy móc lặt vặt đem ra đưa đồng bọn. Điều đáng nói, mặc dù tên trộm ra vào thường xuyên, nhưng gia chủ không hề hay biết.